Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tốt Sao Hoa và ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Trung Quốc là nơi sản sinh ra rất nhiều những bộ phim truyền hình Hoa ngữ hấp dẫn và có sức lan tỏa. Và thành công này là nhờ vào sự sáng tạo của đội ngũ biên kịch cũng như là đạo diễn. Tuy nhiên thì không ít lần người hâm mộ cũng đã soi ra sự sáng tạo quá đà trong các bộ phim Hoa ngữ và khiến cho bộ phim từ nghiêm túc và gay cấn bỗng trở nên hài hước hơn bao giờ hết. Bộ phim đang gây sốt trong thời gian gần đây chính là Yêu Em Từ Dạ Dày của cặp đôi chú cháu Lộ Tấn và Cố Thắng Nam. Ban đầu thì vốn dĩ hai người rất ghét nhau, nhưng qua những va chạm hàng ngày, Cố Thắng Nam và Lộ Tấn từ thù chuyển sang yêu, tạo thành một câu chuyện oan gia ngõ hẹp đầy hài hước và thú vị. Thế nhưng dù ghét nhau đến mức nào, khán giả cũng chẳng thể hiểu được cách cấp cứu kỳ lạ của cô đầu bếp Cố Thắng Nam khi tổng tài bị ngộ độc nấm. Thay vì gọi cấp cứu, cô gái này đã nghĩ ra cách rửa ruột bằng nước rửa chén. Kết quả là tạo ra bầu khung cảnh lãng mạn ngập tràn bong bóng trong khi Lộ Tấn đang thừa sống thiếu chết. Không hẹn mà gặp, hai cảnh trong bộ phim Hồng Nhan Lộ Thủy và Bộ Kinh Tâm 2 lại dính cùng một lỗi. Nhân vật trong phim bị xe đụng là phân cảnh nguy hiểm, hồi hộp, nhưng chính cách tạo hiệu ứng slow motion dài lê thê như cô dâu 8 tuổi đã khiến khán giả tụt cảm xúc, mệt mỏi vì không biết phải đợi đến khi nào thì nhân vật mới chạm đất. Cũng là một phân cảnh nhân vật gặp tai nạn đầy khiếp sợ, nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy nhân vật thậm chí đã bật cười ngã trước khi bị xe va chạm. Thực chất cảnh quay này sẽ được quay hai lần, một phân cảnh nhân vật được dùng cáp kéo bay lên, một phân cảnh xe lao tới rồi dùng kỹ xảo để ghép lại với nhau. Nhưng do căn thời gian không chuẩn đã tạo ra một phân cảnh lỗi. Thuộc thể loại phim kiếm hiệp cổ trang, Ngũ Thử Đại Náo Đông Kinh cũng có rất nhiều phân cảnh phải sử dụng kỹ xảo để bù đắp cho diễn xuất của các nhân vật. Thế nhưng với cách xử lý vụng về trong phần hậu kỳ khiến bộ phim nhìn không khác gì hoạt hình vì quá lố. Thậm chí các cảnh khinh công nhân vật bay từ nóc nhà này sang nóc nhà khác bị khán giả đánh giá rất giống với hình ảnh cương thi nhảy cóc, chẳng có tí khí chất gì của cao thủ võ lâm. Dù được mệnh danh là một trong những siêu phẩm cổ trang, nhưng Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh cũng vấp phải không ít lời chê bai vì kỹ xảo ba xu. Điển hình là cảnh Hoa Thiên Cốt ăn bánh bao, không hiểu do ekip làm phim muốn chơi trội hay là gì mà phải ghép chiếc bánh bao giả trong khi có thể chỉ tốn vài đồng mua bánh bao thật, đưa cho nhân vật diễn xuất vừa đơn giản vừa thực tế. Để ghép chiếc bánh bao giả vào bộ phim, đội ngũ hậu kỳ phải tốn công sức tiền của rất lớn, chưa kể đến phần nhìn cũng rất gượng ép và giả tạo. Vì muốn thể hiện sự tài hoa hơn người của người nghệ sĩ này, biên kịch đã khiến cho nhân vật không cần mở mắt nhìn, chỉ cần dùng tai để nghe, dùng cơ thể cảm nhận vẫn có thể bắn súng chuẩn xác, chưa kể đến hàng loạt động tác thừa thãi và khoa trương. Dù đã cố tình dùng quạt tạo gió giúp bay tóc khi rơi từ trên cao xuống, nhưng cảnh quay này đã khiến cho Cầm Y Chi Hạ bị khán giả chê bai khá nhiều dù nội dung và diễn xuất của diễn viên siêu đỉnh. Có lẽ do đây là cảnh quay phông xanh nên hai nhân vật chính chỉ đứng yên trên mặt đất, kết quả các hành động của họ bị cứng ngắc, ghép bối cảnh chuyển động phía sau trông họ hết sức giả chân. Có lẽ thì biên kịch của bộ phim Cực Phẩm Gia Đình này là fan của Thái Tử Phi thăng chức nên không tiếc công tạo ra những tình huống hài hước siêu bựa như thế này. Trong tình huống nguy cấp như thế này, nếu không biết phải làm thế nào để thoát thân, bạn cũng có thể thử đến rỉ mũi để làm vũ khí. Nhiều người khi xem bộ phim Tam Thiên Nha Sát đã vô cùng run sợ, không biết mình đang xem phim cổ trang hay kinh dị nữa vì nhân vật Thanh Thanh này. Được biết thì nhân vật Thanh Thanh ban đầu vốn do diễn viên Lưu Lộ đóng, nhưng cô nàng này bị dính phải lùm xùm tai tiếng không nhỏ, vì vậy đoàn làm phim quyết định loại bỏ hình ảnh của nữ diễn viên ra. Những phần đoạn không thể quay lại được thì ekip quyết định sử dụng công nghệ AI ghép mặt diễn viên khác thế vào. Kết quả là tạo ra loạt hình đáng sợ như vậy. Thần Điêu Đại Hiệp là một trong những siêu phẩm được làm đi làm lại rất nhiều phiên bản và luôn được yêu thích. Thế nhưng đến với phiên bản do Trần Nhiên Hi và Trần Hiểu thủ vai thì khán giả không khỏi bò lăn ra cười ngay lúc Dương Quá bị mất tay. Vốn dĩ đây là một đoạn hấp dẫn tăng cao trào, nhưng do kỹ xảo vụng về khiến mảnh phim bị đứt gãy, nhiều người đã mỉa mai khoảnh khắc Dương Quá bị chặt tay, chẳng khác gì trò chơi chém hoa quả. Trong bộ phim Hoạt Sắc Sinh Hương, để tắt đèn cồn thì Đường Yên đã dùng miệng thổi. Tưởng chừng điều này hết sức bình thường, nhưng nếu bạn học tốt môn hóa thời đi học thì chắc chắn sẽ biết thổi đèn cồn là hành động vô cùng sai lầm, không làm tắt lửa mà ngược lại càng khiến cho nó bùng lên. Hoàng Châu Cách Cách là một bộ phim được làm từ năm 1997, nhưng đến nay thì vẫn luôn được khán giả yêu thích và coi đây là một trong những tác phẩm kinh điển của Trung Quốc. Thế nhưng khi xem lại thì không ít fan đã vô cùng hết hồn khi phát hiện ra những món ăn nghe rất sang chảnh như là trên trời nguyện làm chim liền cành hay chim anh vũ mỏ đỏ thì ra chỉ là gà nướng và rau chân vịt.
Vậy còn đối với bạn thì bạn có nhận xét như thế nào về những tình huống trên đây? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Chúng mình là Top Sao Hoa và đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.